tình yêu của em là giống như là định mệnh 2 tháng thôi. Con em đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi là anh nuôi được không? Em biết là cô ấy chưa có gia đình, em chắc chắn là như vậy. Và kính thưa quý vị, đến với Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa thì chúng ta cũng sẽ gặp gỡ được hai cặp đôi. Họ sẽ ngồi trò chuyện với nhau trực tiếp và sau ít phút trò chuyện họ sẽ được cùng nhau thưởng thức những món ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Coco Echibanya. Và bây giờ thì bạn nữ đã ngồi đây rồi, bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài và mời bạn trai vào quý vị nhé. Hãy chờ đợi trong giây lát. Rồi, ghế đây, ngồi xuống. Hai bạn có thể gỡ mặt nạ của mình ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Trước tiên là phần giới thiệu về bản thân. Em gái giới thiệu trước. À, dạ, em tên là Anh Quỳnh, năm nay em 30 tuổi. Hiện em là đang là nhân viên kế toán. Quê em ở miền Trung chị. Miền em Trung. Ở Hà Tĩnh. Em vào từ hồi năm 2006 á chị. Lúc đó em vào đi học đại học tới giờ. Ừ, ở đây cũng khá lâu rồi ha. Dạ. Rồi, còn bạn trai. À, em tên là Lê Trung Tới, quê Thanh Hóa. Em lên Bình Dương sống thì từ năm 2006 rồi. Em đang sửa điện thoại di động và bán. Tiệm của mình hay là mình đang làm cho công ty nào hay làm riêng cho người ta? Dạ, em tự mở cửa hàng. Coi như là chủ tiệm nhỏ nhỏ phải dạ, không? Dạ, dạ. Mình sửa thôi, mình có bán không hay là mình chỉ sửa chữa thôi? Trước đây có bán ạ, nhưng mà bây giờ thì mình cũng bán nhưng mà nó không chạy được như ngày xưa. Giờ mình... chủ yếu là sửa chữa. Dạ, dạ. À, điểm mạnh điểm yếu của hai bạn là gì? Mời bạn gái nói chuyện đây chú đi. Điểm yếu của em thì tính em là hay càm ràm, hay nói nhiều lắm nên là mọi người hay nói em là giống như là bà cụ non vậy á. Có ai nhờ gì đó mà tay á thì em vẫn làm á, nhưng mà miệng em cũng vẫn ráng nói một câu vậy đó. Nhờ gì suốt ngày, nhờ hoài không tự làm đi phải không? Dạ. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là người mà biết, nói chung là cũng lo lắng cho gia đình, sống tình cảm. Nói chung là ai mà có việc gì mà muốn nhờ em thì em đều sẵn lòng giúp đỡ chị. Ừ, vậy là tốt rồi. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em? Ưu điểm của em thì cũng có, ví dụ như biết nấu ăn, biết lo lắng cho gia đình, cũng tình cảm, làm được nhiều công việc tay chân lắm. Công việc tay chân là công việc gì anh ơi? Có thể sửa xe này, thậm chí những cái không biết, ví dụ như loa đài tivi mà nếu hư mình cũng không biết nhưng vẫn mở ra làm được. Sửa chữa điện tử, sửa chữa được những cái lặt vặt trong gia đình, đỡ tốn tiền kêu thợ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà bình thường thôi, không bao giờ đập đồ đâu. Em hay cả nể, cho nên em thích một bạn gái là phải quyết đoán này. Những cái gì mà khuyết điểm của em thì bạn gái nó bù đắp được thì đó là tốt quá. Trời ơi, đâu ra trời sinh đâu ra có người để bù đắp khuyết điểm cho em. Thế thì trước giờ em mang mấy mối tình rồi? Em thì có hai mối tình. Mối tình thứ hai của em là quen bạn ấy cũng khá lâu đó. 5 năm chị. Ờ, 5 năm sao chia tay, 5 năm phải cưới luôn chứ. Thứ nhất là tụi yên không được hợp này. Nữa. Cộng. Đâu vô người ta quen ta hỏi tuổi trước đi. Bạn ấy lại có một, thứ nhất là có gia đình và có một em bé nữa đấy. Mình thích thì có thích thật, nhưng mà mình muốn một người nó họ còn độc thân á thì tốt hơn. Nếu vậy thì từ đầu mình quen mình biết vậy rồi mình quen nha, người ta làm chi? Quen nhưng mà sau này bạn gái với nói ấy, theo lâu quá đấy, có thể là họ cảm nhận được cho nên họ chủ động họ chia tay. Tự nhiên theo lâu quá cảm nhận chia tay sao thôi, chuyện tình của em rối quá. Em là không có quyết đoán nè. Đúng rồi ạ. Đó, mình cứ làm gì mình chần chừ nè, tới là tới, lui là lui. Ví dụ thấy không được mình rút lui, mình tìm mối khác cho nó nhanh. Chuyến này là nếu quen được thì bao lâu đám cưới? Nhanh nhất có thể chị ạ. 2 tháng. Trên 3 tháng. Trên 3 tháng. Bây giờ tình duyên của em thì sao? Em thì cũng quen được nhiều người á chị. Nhưng mà tình yêu của em là giống như là định mệnh 2 tháng thôi. Nên em mới nói là 2 tháng là phải cưới. Rồi 2 tháng. Em cũng quen hồi mà em đi học đại học. Đang lúc tình cảm em cảm thấy là đang rất vui. Okay. Dạ. Tự nhiên nhắn tin cho em nói là anh chị xem em như em gái thôi nha. Khoảng 5 năm sau đó là em không quen ai nữa. Cô này cũng thuộc loại chung tình nè. Thì em cũng quen vài người chị. Không biết sao á, cứ khoảng gần 2 tháng em ơi mình không hợp tuổi, chia tay nha. Cũng tuổi nữa hả? Dạ đúng rồi, nên em nghe anh Minh nó nói trời. Được tuổi em cũng sợ quá. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng em đặt ra là như thế nào? Gặp em cảm thấy có cảm tình thì em quen thôi. Đặc biệt là biết quan tâm, biết chăm sóc cho gia đình là được rồi. Cũng dễ dãi quá ha. Bên đây sao? Mà thích có bạn gái, vì mình đen cho nên thích bạn gái trắng một chút xíu thì rồi, thích có hơn trắng. À, có da có thịt. Em nuôi, em phải vỗ béo. Dạ, cái đó không quan trọng chị ạ. Cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, cái gì cũng tự mình quyết hết. Thì em không có thích thôi chị. Em đoán thử người bạn trai bên kia trái tim của em là như thế nào? Cũng một người đảm đang, nghe nói là nấu ăn đồ biết hết là chắc là đảm đang rồi. Ghê quá. Em nghĩ là chắc anh này cũng không có mập đâu, gầy. Thế còn em tưởng tượng cổ như thế nào? Chắc hơi gầy một xíu. Hơi gầy. Tóc đen và dài, là người phụ nữ truyền thống. Có đem hình cho đối phương xem đúng không? Giờ đưa thử, đoán thử coi. Rồi đoán đi em, cổ là ai?
đứng giữa. Oh, anh ấy là ai? Chắc em phải dạy luôn chứ không nhẽ em cho. Chị phải giữ cái tấm này lại chứ. Cảm nhận hay quá. Thì bây giờ chúng ta sẽ test lại xem cái sự chọn lựa của mình, suy đoán mình có đúng hay không nha. Đó. Vậy là anh không có giống như em suy nghĩ đúng vậy, không? Vậy em anh hơi mập. Vậy em sao em suy nghĩ? Mập là tốt hay sao không tốt? Mập dù sao cũng tốt hơn là gầy ạ. Sao cô ấy có gầy quá không? Em nghĩ vậy là đẹp rồi. Bạn gái rất dễ thương rồi. Cổ có hai đứa con rồi đó nha. Con em đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi là anh nuôi được không? Anh khuyết điểm của em chính là hai cả nỉ. Tôi hỏi vô câu hỏi chính kìa. Con đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi rồi kìa, nuôi nè. Em biết là cô ấy chưa có gia đình. Sao biết? Em chắc chắn là như vậy. Rồi bây giờ đói bụng chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Nhưng mà dạ. Tới giờ ăn trưa rồi. Em chưa đói mà chị đói rồi. Dạ. Kêu đồ ăn đi. Dạ. Để mình vừa ăn rồi mình trong thời gian mình chờ đợi đồ ăn mình còn tâm sự nữa được không? Dạ được rồi chị. Rồi đây là thực đơn của nhà hàng Coco Ichiban nha. Mời hai bạn chọn món ăn của mình. Em chọn món cà ri chim rau củ. Còn em? Dạ rồi em chọn món này. Cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua. Rồi ok, chị sẽ order đồ ăn giùm cho hai bạn nha. Không biết em cảm nhận sao nhưng mà chị Tường thấy mặt anh này hơi khó đó nha. Anh bảo đảm với em nếu như em được gặp gia đình anh, họ không ai ghét anh và cũng không ai chê thương được anh. Không ai chê được anh cái gì hết. Về tình yêu á thì em phải thông cảm cho anh. Thứ nhất là thời gian đi chơi thì có anh nó hơi lệch so với mọi người. Nhiều lúc bạn gái cứ muốn đi chơi lúc 6:30-7 giờ nhưng thực tế cái lúc đó là với là giờ cao điểm của em chị ạ. Thế em đi chơi mấy giờ? Mấy giờ này thì được anh? 8 giờ, 9 giờ. Cũng được. Cộng thêm cái là em hay đi buổi trưa. Em toàn đi mua đồ, người ta buổi trưa người ta được nghỉ được thế này thế nọ. Đi hẹn họ ăn trưa nè, ăn trưa nay nè. Không sao, buổi trưa thì em cũng ở cơ quan, em đâu có về nhà đâu. Anh này ghê lắm. Nhớ ảnh cái công việc của anh là gì không? Dạ, sửa chữa điện thoại. Em có đừng bao giờ có ý định đưa điện thoại cho anh sửa nha. Ảnh rớ vô là anh cài định vị là em làm gì là anh biết hết luôn, em thấy sợ không? Dạ không sao, em có thể cho mật khẩu luôn cũng được, không sao hết. Thiệt không? Thiệt. Nãy giờ gặp nhau có quà sao không tặng? Trời ơi, đợi nhắc nữa, thiệt tình luôn á. Này à. Rồi em cảm ơn anh. Bây giờ đồ ăn sẽ chuẩn bị được dọn lên cho hai bạn. Thế em đã ăn cà ri Nhật Bản lần nào chưa? Em chỉ ăn cà ri nhà em nấu thôi. Cà em nhà em nấu là cà ri như thế nào? Em thấy em mua cái gói cà ri về, người ta cứ ghi là cà ri Ấn Độ. Nghe anh nói là anh biết nấu ăn, chắc là anh có biết cà ri nguồn gốc ở đâu anh biết không? Anh hồi anh ở sống ở miền Tây á, hầu như các đám tiệc á họ đều có món cà ri bánh mì. Đúng rồi. Không biết quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa có biết cà ri có nguồn gốc xuất xứ từ đâu hay không? Nếu ai biết xin trả lời cho các tường biết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ xin mời món cà ri được dọn lên. Nghe mùi thơm chưa? Ăn đi ăn đi. Nói cho Tường nghe cái coi cho Tường biết coi nó ngon không nè. Em mời chị Tường. Em ăn đi. Em nói ngon cái chị ra chị order liền nè. Dạ. hơi cay cay, béo, ngọt. Còn em? Cay thì em thấy cũng bình thường nhưng mà em thấy nó chua, chắc là cái này vị của cà chua. Chúc hai bạn thưởng thức món ăn vui vẻ, vừa ăn có thể vừa trò chuyện tâm sự với nhau. Ít phút nữa rồi chị Tường sẽ quay lại ha để tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hai bạn. Ăn dạ. Đi cho tự nhiên. Anh đi em. Dạ, rồi. Anh biết sao em hỏi anh nguồn gốc món cà ri không? Em nói đi. Là em có nghe được là cà ri là cái món ăn phổ biến nhất ở Nhật Bản. Nguồn gốc của nó chắc ở Nhật Bản này. Anh về coi lại thử có đúng không nha. Cho anh hỏi là hai bác khỏe chứ? Vì cha mẹ em thì còn đi làm. Anh rất thích. Thực tế là anh không còn bố mẹ đấy. Cho nên là anh thích bạn gái còn bố mẹ để mình còn có chỗ mà mình đi mình về chứ. Có thể là anh với em tiến tới xa hơn á. Anh muốn về Bình Dương hay là muốn về Đồng Nai? Đất lành chim đậu em. Ở đâu là man dễ mình sẽ ở. Anh có cửa hàng riêng hay anh đúng đi rồi là... anh mở cái hiệu riêng em. Kỳ này là anh phải cố gắng, nếu mà anh thấy mục tiêu là phải quyết tâm. Trước thì anh không suy nghĩ đến, mình cứ nghĩ là mình làm một mình được, mình không cần đến người giúp đỡ. Nhưng mà thực tế là nhiều người lớn á
Người lớn là rất muốn là mình có vợ để giúp. Rồi mình tâm sự tới đâu rồi? Bây giờ mình đã chốt hạ được cái gì chưa? Mình cảm thấy mình hợp nhau được bao nhiêu phần trăm rồi? Bạn gái rất dễ thương, em thích rồi. Chừng nào đám cưới? Nhanh nhất có thể. Anh cũng không muốn kéo dài quá nữa đâu. Và trước khi đến với giây phút quan trọng nhất của ngày hôm nay là chúng ta quyết định xem chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không, thì tôi muốn hỏi lại một lần nữa, hai bạn hiện tại đang cảm thấy trong người mình như thế nào? Em thấy tim cũng đập loạn nhịp đấy. Mình đã sẵn sàng chưa? Dạ. Quyết chí chưa? Dạ. Mình đã đến chương trình này rồi là mình phải quyết tâm cao độ. Đâu, hồi trước em cũng vậy mà em chưa quyết tâm em mới gãy gánh mấy lần thế đó. Cho nên hồi nãy chị Tường cứ chửi em đấy. Trời, tôi chửi nào trời? Hồi gieo tiếng ác cho tôi dễ sợ không? Không, hồi nãy cô nói nặng. Cái đó là nhận xét chứ đó, dạ, mà gọi là rồi. Chửi hả? Hãy đặt tay lên nút bấm đi. Bấm nút hay không là quyền của bạn. Hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Như vậy là hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Xin mời hai em bước ra đây. Rồi, nắm tay nhau và hôn nhau đi. Trời ơi, bẻ muốn quẹo cái má người ta luôn, rất là quyết liệt. Đúng rồi, chúc mừng hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu rồi muốn đi chơi đâu đó. Cảm ơn chị. Thoải mái. Cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Không biết là hai bạn này có quyết liệt giống như hồi nãy giờ chúng ta đã thấy hay không. Hy vọng rằng tình vui sẽ đến với chương trình của chúng ta càng sớm càng tốt nha. Và bây giờ thì sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Có khoảng 3 mối tình. Wow, hai đứa muốn sinh mấy đứa con? Theo mẹ suối. Mẹ suối? Dạ, theo mẹ suối là nếu mà có cưới về thì hai đứa cứ làm hai đứa trước đi, rồi nuôi một lượt, chứ sanh lẻ lẻ rồi nuôi sau này cực lắm. Rồi, bây giờ thì cô gái thứ hai đã ngồi sẵn sàng đây và chờ đợi chàng trai của mình. Tường sẽ ra và dẫn chàng ấy vào. Đây, ngồi vào đây nha. Chúng ta có thể tháo mặt nạ của mình ra. Rồi, giới thiệu về bản thân mình đi. Mời em gái. Dạ, em tên là Đào Thị Trúc My. Năm nay em 22 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. My đang làm công việc gì? Em đang giữ khoảng vài đứa trẻ ạ. Giữ vài đứa trẻ? Tại nhà hay là tại trung tâm hay tại trường nào? Dạ, ra là em đang làm giáo viên mầm non ạ. Có vài đứa à hả? Lớp mấy đứa? Dạ, ra là một lớp tới khoảng 25. 25 mà vài cái gì? Nhiều rồi. Quê mình ở đâu? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Phan Phụng Tiên. Năm nay 27 tuổi. Quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tiên đang làm công việc gì? Dạ, hiện em đang buôn bán vật liệu điện nước. Mình làm cho gia đình hả? Dạ. Cho nhà mình hả? Dạ, ngoài ra thì cũng có làm cái tiệm in áo bán online. Ồ, đó làm tự làm. Dạ. Giỏi quá ta. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh là biết chia sẻ, biết nấu ăn. Sở trường của em là gì? Điểm mạnh của em là gì? Dạ, em cũng là một người biết nấu ăn, cũng thích ẩm đang việc nhà, cũng là thuộc tiếp người cũng thích gia đình, phụ nữ của gia đình ạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì chắc có lẽ là em hơi kỹ tính một tí á. Tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có 2 mối tình mà cấp 2 và cấp 3 thôi ạ, đều là mối tình gà bông thôi. Sau đó thì khoảng thời gian dài thì em bị gia đình có một chút trục trặc, nên là em tập trung cho cái việc tìm cái con đường riêng của mình cho sự nghiệp của mình. Là nói về tình duyên là mình cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng hơi thiệt thòi ha, hơi mất mát ha. Em trai, tình trường mình sao? Chàng trai 27 dạ, tuổi. Dạ, cũng có khoảng 3 mối tình. Wow, khá khá rồi. Thì cái mối tình dài nhất là khoảng 7 năm. Cái gì? 3 mối tình, mối tình dài nhất 7 năm. Dạ, năm nay mới 27 tuổi, mối tình đó là mối tình thứ nhất hay thứ nhì hay thứ dạ, ba? Dạ, thứ nhì. 7 năm sao chia tay em? Dạ thì cũng có vài cái biến cố, xong rồi gia đình bên đó dọn đi, đó thì mất liên lạc. Tới khi liên lạc được thì người bạn gái đó cũng đã có người mới. Trong cuộc sống thì mình thấy là mình có những cái tật xấu gì không? Cái tật xấu mà nặng nhất á là hay đản trí. Ví dụ như là đi xuống dưới bếp hoặc là đâu đó lấy cái gì đó thì cũng phải 4-5 chập thì mới lấy được một cái món đồ mà mình muốn lấy. Trời đất ơi, rồi bây giờ đi hẹn hò với bạn gái rồi qua nhà bạn gái chơi thì đi bao lâu mới tới được nhà bạn gái, hay đi dọc đường là đản trí rồi rẽ qua cái chỗ cô khác? Dạ không, cái đó thì một cái đường đi thì phải đi theo đúng đường thôi. Mình chăm sóc bạn gái kỹ không? Chắc chắn là chăm sóc rất là kỹ.
Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Khoảng 1m60 trở về, dáng người tròn một chút. Tròn tròn hơn cho nó đã ha. Em thích người bạn trai sao? Dạ, em thích người bạn trai khoảng 1m68 đến khoảng 1m7. Tròn cũng được, nhưng mà đừng có quá béo hoặc là quá gầy. Vì em cũng hơi tròn. Điều gì em không thích ở một người bạn trai? Em không thích người bạn trai hút thuốc, uống rượu bia thì ở mức độ cho phép, ví dụ như là giao tiếp thôi, khoảng 1-2 chai thôi. Còn em không thích điểm nào ở người bạn gái? Đừng có càm ràm quá, giấu giếm. Em cảm nhận người bạn gái là này như thế nào? Chắc là hơi tròn. Lanh quá chứ chưa có khỏi tự tiết lộ cho người ta nghe rồi. Cũng có vẻ là hiền. Tóc tai, quần áo, chiều cao. Chắc khoảng 1m60 tới 63 quá. Em cao nhiêu? Dạ 1m64. Rồi em làm gì em kêu người ta cao dữ vậy? Linh cảm vậy. À linh cảm vậy dạ. Hả? Cũng hay ha, đúng ghê. Tóc thì có thể là cột đuôi ngựa. Cột đuôi ngựa. Màu gì? Màu thì có thể không biết rõ rồi. Không biết rõ ha. Tưởng tượng hay lắm. Còn em tưởng tượng bạn trai nó như thế nào? Em nghĩ anh này cũng hài hước. Mập ốm cao thấp. Em nghĩ là chắc ảnh cũng vừa. Dạ. Em thấy anh này chắc cũng được khoảng 70% cái tiêu chí mà. Chưa gì mới nói chuyện mấy câu 70% mà ghê thiệt. Hai bạn đói bụng chưa? Thích dạ. Ăn không? Ăn thì rất là thích. Rất là thích luôn hả? Dạ. Ăn nhiều lắm hả? Dạ ăn rất nhiều. Trước giờ ăn cà ri Nhật lần nào chưa? Dạ chưa. Bữa nay thích ăn thử món Nhật không? Dạ. Bây giờ mình lấy thực đơn ra mình lựa món xong rồi mình tâm sự tiếp ha. Dạ. Đói bụng chưa em? Dạ rồi. Chà, nhìn hai tướng này là biết đói bụng rồi. Cho mượn hai cái menu đi nhà hàng ơi. Thực đơn của nhà hàng, mời hai bạn chọn món. Cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua. Rồi, cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua bên đây. Dạ, cà ri trứng chiên và sốt kem. Cà ri trứng chiên và sốt kem. Bây giờ các tường sẽ mở cửa trái tim để hai bạn trực tiếp nhìn thấy nhau và trò chuyện với nhau nha. Yeah. Nãy giờ cảm nhận của mình về nhau đúng được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 80%. Trúng 80 ở chỗ nào? Dạ. Người ta cao gì mà tới 1m6 mấy? Có tóc là bụng đuôi gà nào? Tóc dài. Tóc dài. Tóc dài thì có thể buộc lên được. Cái này tóc dài chứ đâu phải đuôi gà đâu. Cảm nhận đầu tiên của em về người bạn nữ khi mà vừa mở cửa trái tim ra? Dạ dễ thương. Đúng ý em chưa? Tròn tròn đúng ý em chưa? Chính xác luôn. Chính xác luôn ha. Dạ. Còn em? Dạ cũng tròn, cũng rất là dễ thương, nhìn ảnh hiền. Bây giờ nè, nếu như mà kết hôn với nhau thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Dạ ở nhà với ba mẹ. Em có chịu làm dâu không? Dạ được. Ba mẹ cũng hứa là cho một căn nhà khi mà cưới vợ rồi. Nhưng mà cưới về, ví dụ như là mà có cưới về thì cứ ở chung với bố mẹ trước đã. Còn căn nhà kia thì cứ để cho thuê đi. Mà nhà mua chưa hay là khi nào cưới rồi mới mua? Dạ thực ra là có sẵn hết rồi. À, em là người lãng mạn hay là người khô khan trong tình yêu? Em chỉ biết quan tâm. Mà nếu mà nói về cái chuyện lãng mạn thì không có được rành lắm. À, bữa nay có rung lắm không? Dạ rung, rung nãy giờ luôn đó. Hoa này đem tặng ai? Rồi tặng hoa. Tặng em. Cái này là em cảm ơn anh. Dạ. Quà gì vậy, có thể mở ra cho chị Tường xem được không? Dạ xin phép mở. Ồ, áo. Một cái áo size gì? Em size L. Sao mà tặng áo bạn gái tặng size L dữ vậy? Thích người tròn tròn nên chọn size L đúng không? Dạ em cũng rất là thích size lớn à. Mình có thể trò chuyện ít phút trong thời gian mình chờ đợi rồi nhà hàng sẽ dọn món ăn lên cho mình ha. Ví dụ như mà về làm dâu á, thì nếu như mà có một cái vấn đề xảy ra thì anh sẽ nghe theo gia đình anh hay là em sẽ bên vực em hay sao đó? Nếu như mà các em mà có phần đúng nhiều hơn thì đương nhiên là anh phải bên em rồi. Anh thì không có theo cái cạnh là người nhà phải bên người nhà, không có. Làm dâu bây giờ sướng lắm em. Về có gì mình cứ đi đâu chơi hai vợ chồng son, rồi kẹt con sao đi đúng không? Gửi ba mẹ giữ đi chơi thoải mái luôn. Hai đứa muốn sinh mấy đứa con? Theo mẹ suối. Mẹ suối? Dạ, theo mẹ suối là nếu mà có cưới về thì hai đứa cứ làm hai đứa trước đi, rồi nuôi một lượt. Chứ đừng có mà sanh lẻ lẻ rồi nuôi sau này cực lắm. À. Mẹ thì rất là thích con gái. Nhưng mà nhà thì ba anh em trai.
cưới về thì chắc chắn là mẹ bên nhiều hơn là bên con trai là chắc. Bên con dâu nhiều hơn phải không? Dạ. Nãy giờ nghe bạn trai nhắc tới mẹ rất là nhiều. Em có đem theo hình của mẹ không? Dạ. Để cho bạn gái xem thử xem. À, đó. Nhìn coi mặt mẹ hiền không? Mình mẹ đẹp. Mẹ đẹp. Con mẹ đẹp không? Dạ cũng đẹp. Thế em thêm theo hình gì gửi cho anh coi đi kìa. À dạ hôm nay em cũng có mang hình mẹ và chị gái. À, hình gia đình của mình ha. Dạ, chị em thì có hai bé rồi, em gửi anh. À, mình nhìn mặt của mẹ đi ha. Nhìn cô cũng hiền. Hả? Nhìn cô cũng rất cô là hiền. Cô cũng rất là hiền. Rồi hy vọng sau này hai mẹ sẽ trở thành xu gia với nhau ha. Chúng ta sẽ có một gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ tôi có nghe tiếng động gì đó đang kêu từ bao tử của bạn nào. Cái bạn nào mà lúc nào cũng thấy đói bụng, giơ tay lên. Cơm cà ri Nhật Bản là một món ăn rất là được nhiều người ưa chuộng ở bên Nhật Bản. Bây giờ hai bạn bắt đầu chuẩn bị ăn thử ha. Đói rồi. Rồi hấp dẫn quá. Cảm ơn. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Hai bạn ăn đi rồi trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau ha. Một chút xíu cho chị Tường biết mùi vị của món ăn như thế nào. Được không? Rồi Tường sẽ đi cho hai bạn trò chuyện với nhau và thưởng thức thật là tự nhiên và vui vẻ nha. Ăn nhưng mà cũng phải tâm sự nha. Tâm sự cũng phải ăn cho no bụng. Nhà em ở quận mấy? À, nhà em hiện tại ở quận Chánh. Em làm việc ở Bình Tân. Em có dự định gì cho cái tương lai sắp tới chưa? Hiện tại em đang liên thông tiếp ở trường đại học. Nên là công việc nó cứ cuốn em đi vừa học vừa làm á. Nên là em vẫn chưa có thời gian nhiều cho việc kết hôn. Ví dụ như mà mình hẹn hò với nhau rồi một tuần mình gặp mấy lần được hả? Khoảng buổi tối đi em rảnh. Rồi tối 2-6. Rồi thứ bảy chủ nhật em vẫn rảnh luôn. Chủ nhật nào anh cũng rảnh. Muốn đi đâu đó hoặc là muốn đi ăn uống gì đó thì anh thì chắc chắn là chỉ có đi ăn rồi đó. Tại vì anh thích em, ăn. Em cũng vậy. Em thì lại là hai chị em gái. Chị em thì có gia đình với lại có hai bé rồi. Nhưng cũng thấy trong hình á là hai đứa cháu. Mẹ coi cũng cưng con rể dữ lắm. Ba mẹ cứ hỏi là có người yêu này kia để đi về, có người đưa về. Ba mẹ an tâm nhiều hơn. Cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà được thì anh đưa em về. Em lúc nãy anh có nói cái tật xấu là khá là giống em á. Nên là cái tật hay quên á. Em thì đang muốn tìm một người mà có thể nhớ dai để nhớ giùm em. Giờ anh quên luôn rồi, em quên luôn rồi sao ta? Thì cái nào cần quên thì nên cho nó quên luôn. Cần nhớ thì anh sẽ note lại. Anh chắc chắn là anh không thể nào mà anh nhớ hết được tất cả các thứ rồi đó. Vậy sao người vậy đó? Thích ăn, nói gì Tường nghe thôi. Dạ. Cái món này thì không ăn cay giỏi. À, nãy đáng lẽ kêu cấp độ thấp thôi. Còn em? Dạ, món của em thì ăn khá là ngon. Vì em thích nhất là cái sốt kem. Vì cái sốt kem này nó béo béo nè. Bây giờ chúng ta cũng đã có những giây phút trò chuyện với nhau, tâm sự ăn trưa với nhau rồi. Không biết nãy giờ hai bạn cảm nhận về người đối diện của mình như thế nào? Anh thì... Mình nghĩ sao mình nói vậy? Đó anh là thì tôn anh không phải là cái tiếp người mà nói nhiều. Nếu mà mình có quen nhau á, cứ để thời gian mà anh làm cho em thấy. Thì nãy giờ nói chuyện với anh thì em thấy anh là một người có khá nhiều cái điểm tương đồng với em. Tới giờ phút này sau khi mà có một cái cuộc trò chuyện nhặt ngắn với anh thôi, nhưng mà em cũng nghĩ là em không có thay đổi cái quyết định ban đầu của em, là anh vẫn là những cái gì mà em đang nghĩ là sẽ phù hợp với em. Cái nhìn đầu tiên tương đối là thuận lợi cho cả hai. Và khi chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau, có nghĩa là chúng ta trao cái duyên cho nhau. Và khi bấm nút thì chúng ta ai cũng hy vọng rằng là sẽ tiến tới hôn nhân. Bây giờ thì đặt hai tay vào nút bấm đi hai bạn. Tường sẽ là nhân chứng trong cái giây phút này. Đã nhiều người chạm tay cái nút bấm này trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, rồi tiến tới hôn nhân và sanh con đẻ cái. Thích mình mới bấm, không thích là không ai ép buộc mình cả. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rất nhanh lẹ, rất đồng đều. Tôi cảm nhận hai bên nhấn cùng một lúc. Như vậy là đã thành đôi rồi. Bây giờ mời hai bạn đứng lên, nắm tay nhau và trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức
trở thành một cặp đôi hẹn hò, hôn để cảm nhận. Tới luôn đi. Rồi, Tường chúc hai bạn là sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho đối phương, tìm hiểu nhau thật là kỹ và có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay cả hai cặp đôi tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa cũng đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Và quý vị hãy nhớ khung giờ của chương trình rất là quen thuộc, vào lúc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên xem xong phải nhấn subscribe quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào.